Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẽ và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thì quý vị, chúng tôi xin phép được trả lời một vài điều là quý vị trong chương trình của đọc báo vẽ thì quý vị xem xong có những cái lời đóng góp phía dưới đó. Yeah. Thì có những ở trên người, YouTube đó hả anh? YouTube đó. Yeah. Thì chúng tôi cũng bị mắng vốn. Trời nóng mà nó 90 độ F. À, nói cho người Việt Nam nghe, bọn nói cho Mỹ xong rồi F. Thì quý vị đó là khoảng 32 độ C. À, xin lỗi, bởi vì chúng tôi sống ở bên Mỹ thì cái xài độ F rồi ga lông rồi là fit. Mai thì dặm này kia phải không? Nó quen thì tại vì ở Mỹ nó quen thì quý vị cũng thông cảm cho. Chúng tôi xin lỗi, nhưng mà đó là lỗi của chúng tôi. Tại vì mình nói với người Việt Nam thì khoảng 32 độ C. Rồi. Thực sự đó thì cái chương trình này không phải chỉ cho người Việt Nam ở Việt Nam mà cái chương trình này cho người Việt Nam ở khắp thế giới, và đặc biệt cái original, cái đầu tiên của cái chương trình nguyên thủy, cái chương trình được phát hình đầu tiên là trên đài SBTN, là một đài truyền hình của người Việt Nam ở hải ngoại và đặc biệt là Hoa Kỳ này. Cho nên thưa quý vị, nó thành cái nếp rồi, nó quen bao nhiêu năm rồi. Thì quý vị thông cảm cho. Rồi. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thôi. Chúng tôi sẽ sửa lại. Rồi, còn có người bảo là các anh bảo là cộng sản y tờ, cộng sản dốt mà cai trị toàn đất nước 43 năm nay à? Ừ. Thì quý vị, cai trị 43, toàn đất nước 43 năm đâu có nghĩa là không dốt. Mà chính vì cái sự dốt nát mà cai trị đất nước lâu như vậy, cho nên bây giờ quý vị thấy kinh tế, rồi giáo dục, rồi là y tế, đụng vô đâu là nó hư đó, đụng vô đâu là nó nát đó mà... một lát nữa thì chúng tôi sẽ thưa chuyện với quý vị về cái chuyện mà điểm thi đó bây giờ là nó xin lỗi quý vị dùng cái chữ là nó thối rùm nữa ở trong nước. Cái là cụ thể thực tế thôi, quý vị cứ hỏi những người đang điều hành đất nước bây giờ như là Nguyễn Phú Trọng, như là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn, như vậy trình độ cao như thế nào thì quý vị biết rồi, đâu cần phải nói nhiều đâu, mọi người đều biết cả mà. Giấu được sao được? Chỉ có như thế này là nếu như sau 43 năm mấy ông đã làm cho đất nước giống như Singapore, giống như Mã Lai Á, giống như là các nước lân cận, thì mà chúng tôi bảo dốt thì là chúng tôi nói sai. Đúng rồi. Cái này nó rõ ràng nó là như vậy, cái VGLM với Madin Việt Nam thì nó rõ ràng như vậy, không ai phủ nhận được. Yeah. Rồi thì có những ý kiến đóng góp khác này thì chúng tôi xin cảm ơn. Nhưng mà phải nói là nói mình phải nói theo kiểu trong nước sao ha? Là tuyệt đại đa số là ủng hộ. Cảm ơn quý vị. Vâng, thì dĩ nhiên là cái chuyện mà nổi cộm nhất trong tuần này là vấn đề điểm thi ở Hà Giang, vân vân. Nhưng mà trước khi Hoàng Tuấn anh đã chuẩn bị những cái bài liên quan tới cái đề tài này thì mình có một cái tin trước đó là tin mà báo Tuổi Trẻ Online bị đình bản 3 tháng. Đây là tin của VN Express đăng, và dĩ nhiên là hầu như báo nào cũng đăng cái tin này, tại vì đây là cái tin lớn thưa quý vị. Lý do anh? Quyết định của Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông nêu, ngoài việc bị đình bản, báo còn phải nộp phạt 220 triệu đồng. Thì như thế này, trong bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình đăng ngày 19 tháng 6 2018, Tuổi Trẻ Online đã thông tin. Tiếp xúc với cử tri vai trò đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị cử tri cần có luật biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này. Quyết định của báo chí đánh giá đây là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Thì thực sự ra thưa quý vị, chúng tôi cũng không biết lý do tại sao mà Tuổi Trẻ họ đăng tin như vậy. Có thể họ nghe thấy rồi họ viết lại cái tin và họ đăng như vậy, và cái tin này có thể không phù hợp với đường lối nhà nước, mặc dù ông chủ tịch có thể lúc đó ông nói như vậy, nhưng mà bây giờ thì mình đăng như vậy và nó không phù hợp, cho nên là mình bị ảnh hưởng. Đảng có thể là như vậy, đảng và nhà nước không đồng ý. Dạ, không đồng ý. Hoặc không, có thể có một cái chuyện khác nữa thưa quý vị, là vì cái lòng, cái ý muốn của người viết cái bài viết này, của tờ báo này và của rất nhiều người, cũng như ngay cả của ông chủ tịch nước nữa, là ai cũng mong muốn cái luật biểu tình nó phải được thông qua. Có luật đất nước của mình 40 mấy năm rồi, như cái vị độc giả thính giả khán giả là vừa nói đó, là điều hành đất nước 40 mấy năm rồi, mà có mấy cái chuyện biểu tình nhỏ như là cái gì người ta bảo nhỏ gì ở Việt Nam thường hay nói đùa là nhỏ như con thỏ, nhỏ như con thỏ mà không thông qua được thì làm gì những cái chuyện lớn nữa. Thảo nào đất nước cứ càng ngày càng loay hoay với mấy quân ốc vít là vậy, sao nhỏ như cái con vít, bây giờ nó là nhỏ như con vít mà làm con không. Có thể là như vậy, cho nên là rồi họ đăng thì bây giờ họ bị phạt. Chưa hết, cái thứ hai nữa, quyết định cũng nêu trong phần bình luận dưới bài viết là sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây đăng ngày 26 tháng 5 trên Tuổi Trẻ Online thì có thông tin là gây mất đoàn kết dân tộc. Tức là báo Tuổi Trẻ Online họ đăng cái bài đó, bài sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây, thì dưới những người góp ý đó anh, có người ta góp ý là cái này là kiểu như là người miền Bắc là cai trị miền Nam, dân miền Bắc cai trị miền Nam, đã khá là như vậy thì là mất tình đoàn kết dân tộc.
Thì thưa quý vị, cái là tội cho báo Tuổi Trẻ Online, nhiều khi những người góp ý kiến người ta cũng thực tâm thôi, tự do ngôn luận, tự do biết là người ta thấy, chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn huyện nhà người ta, toàn người Nam không à, đất thì đất trong Nam, dân thì dân Nam, mọi người đóng thuế đi làm á, đóng thuế là người Nam, tất cả là đóng góp xây dựng đất nước, cái để xây dựng làm ruộng cái người Nam mà ngồi trên đầu mấy ông bác thì người ta phải nói chứ, cái đó là chỉ là thực tế thôi. Và nếu mà nó có, nó cái thực tế nó là như vậy thì người ta nói thì tại sao lại bảo người ta là mất tình đoàn kết dân tộc? Cái đó là hạnh phúc của dân tộc, tại vì miền Nam thì làm mà miền Bắc thì ngồi trên hưởng. Thì cái đó là thực tế. Mà lý do đóng cửa báo là bởi vì sai sự thật phải không? Thứ nhất là không đúng sự thật, thứ hai là đăng cái tin gây ảnh hưởng đến tình đoàn kết dân tộc. Như vậy thì tôi thấy cũng phải đóng cửa nhiều tờ báo lắm. Tại sao? Bởi vì bây giờ đảng và nhà nước luôn luôn kêu gọi là những khúc ruột ngàn dặm, chúng ta phải hòa hợp hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ, cùng hướng về tương lai. Anh thuộc bài đấy. Thế mà có cái không biết cái bọn nào mà nó cứ bảo là cái bọn phản động lưu vong ở ngoài này, người ta làm hở một tí tiền thì nó một năm gửi về mười mấy tỷ, mà hở một tí là cái bọn phản động lưu vong chạy theo. Bây giờ vẫn còn những cái bài tờ báo, những tờ báo mà viết về những cái chuyện mà trong những dịp nhân kỷ niệm, ví dụ quân đội nhân dân hay là 30 tháng 4, hay là những cái chiến thắng hào hùng này kia đó, vẫn còn bảo là chạy theo đế quốc Mỹ. Thì cái đó nó cũng gây mất tình đoàn kết dân tộc quá nè. Cái thứ hai nữa là nếu mà đóng cửa báo đó thì tôi nghĩ là đóng cửa luôn cái bộ giáo dục. Tại sao? Bởi vì anh thấy báo viết sai như vậy đóng cửa phạt. Thế mà bao nhiêu năm cứ dạy cho mấy đứa trẻ là có anh hùng Lê Văn Tám, cuối cùng nó chả có 8-9 gì cả, nó láo toét như thế, thì mình dẹp luôn cái bộ giáo dục, nó láo quá. Được. Mà không phải là nó một ngày một bữa, mà nó dạy biết bao nhiêu thế hệ. Được. Thì bây giờ thì người ta còn nói về tới cái chuyện là chị Võ Thị Sáu nữa, bây giờ trong nước người ta cũng phân tích ra. Thì thưa quý vị, nhân chúng tôi xin tạt ngang chút xíu, nhưng nói về cái chuyện mà đóng cửa bộ giáo dục đó. Thế bây giờ về cái chuyện mà anh Hùng Nguyễn Văn Trỗi đó, người bây giờ cũng cả một vấn đề gây go nè, có nhiều người vấn đề là cũng khó khăn lắm. Có nhiều người cũng lo ngại, nhiều người cũng lo cho cái lịch sử đảng đó. Nó bây giờ người ta bảo là khi anh Trỗi đem ra pháp trường đó, trong có bài hát là phút giây thiên anh gọi bác ba lần, tức là anh vẫn giống giặc sống như tôi, sống anh kêu gọi rồi phải là hô tên Bác Hồ. Ủa như thế thì Mỹ Nguyễn nó nhân bản quá, tử tù. Mà nó không bịt miệng, mà nó lại cho hồ ba lần. Như thế thì quá nhân bản, đúng không? Đúng rồi. Mà cái vấn đề là như vậy, nó có hai trường hợp xảy ra. Trường thứ nhất ấy, là đảng ta xạo lên, đảng ta dựng lên anh hại. Cái chuyện đó là mình dựng, mình thích là mình dựng thôi. Không, thì, mình chưa thần thánh. Cái chuyện, tôi khoan nói cái chuyện mà đảng, nhưng mà tôi chỉ nói cái chỗ như thế này nè. Anh Trỗi á là hô ba lần. Thì tức là ý của anh đó là thời là Mỹ Nguyệt. Mà bây giờ chúng ta so sánh nè, linh mục Nguyễn Văn Lý mới hô cái bịt miệng lại mà chưa phải ra pháp trường đã, chưa phải ra pháp trường, mới ra tòa thôi đấy. Thế thì Mỹ Nguyễn nó nhân bản và nó dân chủ hơn là ta ngàn lần. Còn nếu bây giờ mình bảo là không, cái này không có, Mỹ Nguyễn nó không cho nói, thế thì đảng ta nói xạo à? Thì rồi tôi đã bảo anh phải đặt ra hai trường hợp. Một là đôi khi lúc đó là mình đang ở đỉnh cao trí tuệ loài người đó, mình cứ sáng tạo đó thôi, đấy là óc sáng tạo của đảng ta. Cái tình hình này thì những người mà lo lắng về chuyện này rất căng. Nhưng càng lắm. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện mà điểm thi nó còn căng hơn, mời anh. Rồi, cái điểm thi thì một lát nữa chúng ta sẽ tiếp. Để nó có cái chuyện này nó cũng thuộc về nhiều người quan tâm tới là William Nguyễn bị trục xuất ngay lập tức khỏi Việt Nam. Nên là quý vị cũng biết là anh William Nguyễn về Việt Nam biểu tình để mà chống đối cái luật đặc khu và an ninh mạng thì bị bắt và bảo rằng là phá rối trị an. Và theo luật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì có thể phạt từ 2 đến 7 năm tù. Nhưng mà bây giờ thì cho rằng viện kiểm sát cho rằng bị cáo là người nước ngoài, lần đầu phạm tội từ Việt Nam nên đã đưa ra mức đề nghị hình phạt là trục xuất. Đó là theo báo trong nước. Nhưng mà lúc này chúng tôi biết là những dân biểu Mỹ người ta có áp lực. Nên nói bây giờ Việt Nam phải giải quyết vấn đề này, không thể là cái chuyện mà người ta bày tỏ tự do cái chính kiến của người ta mà lại bị đánh đập nữa. Đánh đập và bị tù. Nếu mà không giải quyết vấn đề này thì Việt Nam có thể sẽ nhận chịu những cái hậu quả sau này. Mà thực sự ra đó, người ta biểu tình là người ta phản đối cái luật đó, phản đối thôi. Chứ hoàn toàn là không chống đối nhà nước. Người ta không có bảo là phải lật đổ. Lật đổ chế độ mà không chống đối nhà nước gì cả. Nhưng mà tại vì mấy anh sợ đó. Mấy anh sợ quá cho nên mấy anh thấy biểu tình là mấy anh sợ rồi. Thảo nào cái luật biểu tình nó chưa thông qua. Lẹ lẹ thông qua sớm dùng để cho người dân biểu tình mà an toàn không bị bắt nha. Nhưng mà khoan, tôi hỏi anh chỗ này nè.
tại sao mà Mỹ nó mới lên tiếng thế là mình trục xuất ngay à? Yeah. Như thế là cái này là vấn đề ngoại giao hay là mình còn sợ Mỹ hay là mình sợ Mỹ? Tôi nghĩ có thể là mình nể, mình làm việc với chung với nhau thì mình cũng nể, nhưng mình cũng nể mặt tí xíu ha. Nhưng mà ít nhất là Mỹ nó nói mình thả. Còn có nhiều khi có như nước lạ đấy, nó chưa nói, nó chưa làm gì, nó hò cái là thả ngay. Cái đó mình mới sợ. Chứ còn Mỹ ít nhất là cũng về vấn đề ngoại giao, thấy không? Cũng lên tiếng, rồi cũng can thiệp cho công nhân của mình. Đến kia mình chơi đẹp, mình thả. Ít nhất là bên ngoài thể diện thì nó cũng là được như vậy đi. Cũng còn được đi. Còn nước lạ nữa. Tôi sợ là có nhiều nước nó mới ho cái là mình thả liền. Hay là mình chưa, hoặc là dân công nhân nó sang, nó có quậy, nó làm nát nước ra, mình cũng không dám làm gì. Tôi thưa kể với anh với quý vị một cái chuyện có thật ở ở miền Trung, ở Đà Nẵng. Tôi có nhận tin mình ở miền Trung cho biết chính người quen mở một cái tiệm bán mì Quảng ở Quảng Nam Đà Nẵng, nên biết là cái món là cái món phổ thông ai cũng thích ăn phải không? Thì xin lỗi quý vị, cái bọn tàu khựa đó nó qua nó ăn, nó ăn xong nó bưng tô nó chạy vào trong bếp, nó múc tự động, nó vô nó vớt thịt thà nó ăn. Thế mà không ai dám làm gì cả. Bây giờ nếu mà làm căng với nó đó thì nó sẽ là sổ sát. Mà người dân người ta biết chắc khi mà làm căng với cái bọn, xin lỗi quý vị, chúng ta phải dùng cái bọn khốn kiếp này đó, thì là chỉ có thiệt thòi, bởi vì công an địa phương không dám đụng tới. Tức là nó binh vực cho cái bọn tàu cộng, nhưng mà đối với dân mình thì nó không có ngăn tới. Thế là khốn nạn như đất nước mà. Cho nên là cô giáo Trần Thị Lam nói là đất nước mình ngộ quá, phải không ai. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ ngộ nó nhẹ quá. Bây giờ có những cái chuyện nó rất là khốn nạn. Quý vị thì tưởng tượng một cái thằng tàu cộng, nó bưng tô nó chạy vô trong quán, nó tự động nó múc thức ăn nó ăn. Mà đau khổ cho người dân một cái á, là chính quyền có đó nhắm mắt ngó làm ngơ, không can thiệp. Chính quyền địa phương coi nó là như ông nội mà. Cho nên là người dân phải chịu thua, bởi vì nếu người ta mà làm mạnh tay thì nó sẽ là xô xát. Mà xô xát thì đương nhiên là chính quyền địa phương, công an đó, nó binh cho các bọn tàu cộng nhất không bình thường. Chứ không phải đưa ra tòa xét xử, và đây là người nước ngoài lần đầu tiên nó phạm tội. Đưa ra tòa xét xử mà nó xét xử cái người mình chứ không phải xét xử người kia. Thế nó khốn nạn. Rồi. Anh không nói cái chuyện mà điểm thi thì tôi nói. Tôi cũng chờ lâu quá rồi. Tại vì cái này mà mình không nói đó, thì là những bạn đọc hay là bạn xem đài sẽ bảo là mình bỏ qua cái chuyện nó. Tôi cũng có chứ. Và thì mời anh đi, anh nói, anh dẫn đầu câu chuyện thì tôi lại tiếp tục. Tại vì có lẽ là để mình để cái phần sau đi. Cũng được. Nhưng mà tôi chỉ đề nghị thế này, cái tỉnh Hà Giang đó. Thì đối với người miền Bắc thì phân biệt rõ ràng, cái chữ có chữ rê và chữ không rê. Tới người miền Nam hay là người miền Trung chúng tôi thì có rê cũng là giang, mà không có rê cũng là giang. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đề nghị cái tỉnh này là đổi tên, là nếu thì người miền Bắc là không phải là Hà Giang, mà cái tỉnh này đổi tên là Hà Giang thì chúng nó gian một lũ. Giang đấy chứ không phải Hà Giang nhé. Chúng nó gian quá. Thì báo Dân Trí vụ sửa điểm, sự điểm cao bất thường ở Hà Giang chỉ mất 6 giây để sửa một bài thi. Và cái ông là Nguyễn Cao Khương, phó trưởng phòng 4 của A83 của Bộ Công an, bây giờ Công an vào cuộc rồi đó, thành viên tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì cho biết rằng ông Vũ Trọng Lương là phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, ông này quản lý chất lượng đấy nhá, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang đã trực tiếp can thiệp vào kết quả của thí sinh từ máy tính quét trắc nghiệm. Ông Lương chỉ mất khoảng 6 giây để sửa mỗi bài thi. Rất là nhanh. Một bài có, cho nên là ông sửa đâu có mấy trăm bài nè. Dạ vâng, với lại cái này nhiều khi thực tập trước rồi anh, chuẩn bị sẵn sàng rồi, đến cái giờ đó là mình hành động thôi. Tức là cái thao tác nó đã nhìn rồi. Đúng rồi, cái vụ mà sửa điểm nó kinh hoàng quá, làm cho cả nước phải lên tiếng. Và nó kinh hoàng một cái chỗ thì ai cũng biết rồi, là cái tỉnh nhỏ mà tại sao mà học sinh mà giỏi một cái xuất sắc bất ngờ trong cái những nơi khác như là Sài Gòn, như là ở Hà Nội vân vân, vẫn nổi tiếng là những nơi mà có nhiều học sinh và học sinh giỏi mà vẫn thua xa tỷ lệ học sinh đậu cao như thế này. Thì ai cũng biết là bây giờ người ta nhập hai là một, thi tốt nghiệp phổ thông và thi vào đại học thành một kỳ. Em nào có điểm cao thì có nhiều cơ hội hơn để mà vào những cái trường lớn, trường quan trọng. Thì thưa quý vị, cái chuyện đã xảy ra Hà Giang là sửa điểm, Hoàng Tuấn cũng vừa nói, Nguyên Khôi không cần nhắc lại về chi tiết nữa. Nhưng mà sau khi mà sự việc xảy ra đó, thì một trong những em mà nó bị sửa điểm á, lại là con của ông Bí Thư tỉnh. Bị sửa điểm. Bị sửa điểm bởi sửa điểm tội nghiệp, rất là tội nghiệp em. Là điểm nó thấp mà nó bị sửa thành cao. Thì báo Dân Trí có bài là Bí Thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói gì về con gái được nâng điểm. Đó là tựa đề của bài như vậy. Nhưng mà thực sự khi trả lời phóng viên á, thì ông nói là con của ông bị nâng điểm. Bị nâng. Ông không biết tại sao.
ông không biết tại sao, cho đến bây giờ ông vẫn không biết tại sao. Và chắc có lẽ là khi chúng tôi nói chuyện với quý vị, ông vẫn không biết tại sao. Là tại vì ông đâu dám biết tại sao, ông đâu dám nói. Tại vì tôi bảo cái thằng kia là mày cho điểm con ta cao thì nó phải cho chứ, sao bây giờ trùng hợp nhiều khi nó sửa điểm người khác rồi nó đụng tên con ông. Tức Nguyên Khôi nói chuyện với Hoàng Tuấn trước cái chương trình, khi theo chương trình này, thì Nguyên Khôi có nói với Hoàng Tuấn là thì cái chuyện mà xảy ra ở trong một cái tỉnh mà con ông Bí Thư là người cao nhất tỉnh, mà điểm của em mặc dù em học cũng bình thường, em học rất là thường, tại vì thường thường con nhà giàu mà con Bí Thư thì không cần phải học giỏi, thì đương nhiên là nó cũng phải mai mốt là cũng là đương nhiên nó được cao rồi. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, ai cũng biết đó rồi. Là cơ cấu, cơ cấu từ xưa giờ ai cũng biết cái chuyện đó rồi, không cần phải học cao, cũng như con Lê Duẩn thì đâu cần phải học giỏi đâu. Vâng, thưa quý vị, thì không học cao mà bây giờ điểm lại rất là cao, thì nếu cái chuyện đó nó xảy ra thì anh phải cắt nghĩa theo hai hình thức sau đây. Thứ nhất, nó chỉ là sự trùng hợp tình cờ, ngẫu nhiên thôi, chứ trùng hợp ngẫu nhiên rồi, tình cờ nó như vậy thôi. Và cái thứ hai nữa, anh phải nhìn theo cái hướng là lạc quan. Anh đừng có bi quan như những phóng viên nhà báo soi mói như thế này. Phóng viên bây bà đã phải đóng cửa. Anh phải nhìn một hướng lạc quan. Đây là hạnh phúc của dân tộc. Vì rồi nó học cao như vậy. Cái câu này nghe quen quen. Thì quả quyết tâm đấy. Thì là như thế này anh ạ. Nó được điểm cao. Nó có bố nó làm cao. Nó được điểm cao thì nó vào cái trường giỏi, nó sẽ đứng đầu rồi mai mốt nó sẽ đứng trên, nó sẽ ngồi trên, nó tiếp tục ngồi hạnh phúc của dân tộc, làm lãnh đạo. Nó là con lãnh đạo, tôi nhớ rồi, đúng rồi, con lãnh đạo mà làm lãnh đạo tôi là thì hạnh phúc của dân tộc. Anh phải hiểu chắc có tinh thần lạc quan như vậy, đúng rồi. Có điều cứ thử tưởng tượng, thưa quý vị, học thì dốt mà điểm thì nâng cao, mà nó vào trường y nó là bác sĩ anh ạ, chết cha luôn. Thì trên Facebook người ta nói bây giờ quý vị thử tưởng tượng, người ta cũng tội nghiệp cho các em cũng là nạn nhân thôi. Bây giờ nó học thì kém mà nó đang đi lên đứa thì nó ra bác sĩ này, đi chữa bệnh nè, đứa nó làm kiến trúc sư nè, đứa nó làm kỹ sư xây dựng là chết cha luôn. Rồi đứa nó qua ngành giáo dục, rồi nó dạy người ta, rồi nó qua bên ví dụ bên công an pháp luật thì nó xử sao. Không hiểu được. Thưa quý vị, chúng tôi biết ông Trần Đức Quý là ông phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, ông nói rằng là ở trong một kỳ thi thì có nhiều đối tượng thi, đúng rồi. Thì trong đó có con em lãnh đạo thi, người thân lãnh đạo thi, nhưng mà tôi không nghĩ là có cái chuyện mà tôi nghĩ là không thể nào có cái chuyện mà lãnh đạo nói là phải cho con tôi vào trường đại học này trường nào kia. Ông ấy tên là gì anh? Ông tên là ông Trần Đức Quý. Tôi nghĩ rằng chuyện không có chuyện đó, nếu sai ở đâu, sai mức độ nào thì mình sẽ xử lý và trả lời sau, bởi vì đang điều tra. Nhưng tôi nghĩ ông này ông nói đúng là lãnh đạo không nói là phải đưa con tôi vào trường đại học nào cả. Lãnh đạo chỉ biết mày nâng điểm cho tao thôi. Còn đưa vào trường nào tao tính sao? Tôi anh Hoàng Tuấn nói vậy thì cũng kỳ. Anh nói như vậy, anh tội nghiệp cho các vị lãnh đạo trong nước. Tôi không nghĩ là lãnh đạo là nói cả. Có thể là cái vị phó lãnh đạo nói. Hoặc là vợ của vị lãnh đạo nói. Đúng. Mà. Hoặc là đàn em của vị lãnh đạo nói. Hoặc là thư ký của vị lãnh đạo nói thôi. Chứ lãnh đạo thì không. Không nói trực tiếp. Vị lãnh đạo chỉ nói với những người thư ký đó. Hay là vợ, chứ không bao giờ làm việc trực tiếp anh ạ. Đâu nó phải có hệ thống nào mà. Anh dễ gì, anh tưởng anh làm, anh chấm thi, anh kiểm soát thi mà anh ấy được nói chuyện với tỉnh ủy, anh tưởng anh dễ dàng lắm mà. Anh nói cái vụ này tôi mới nhớ ngày xưa mấy người tài xế Việt Nam đó. Dạ. Người ta bảo là mấy ông công an cũng hay làm việc gián tiếp đó. Mấy ông công an đứng mấy cái trạm đó. Đúng rồi. Cái tự nhiên ông đứng đó chứ. Ông đứng nhìn lên trời luôn. Hôm nay đám dỗ ông già vợ mà kiếm không ra con gà. Già vợ con gà đâu có liên quan gì nhau đâu. Nó không biết kiếm đâu ra mấy con gà để làm đám dỗ ông già vợ. Thế thì ông đứng ngay trạm, ông nói khơi khơi vậy thôi. Chiều nay đám dỗ ông già vợ mà không biết kiếm đâu ra mấy con gà. Thế là chiều đó có nguyên bầy gà đó mang tới. Thế cái hôm khác thì nó cha. Hôm nay đứa con nó đi học rồi, bây giờ muốn kiếm mấy đôi giày cho tốt cho nó mang mà không kiếm đâu ra. Thế là tự dưng thế là ngày mai nó lại có giày. Hay quá. Ngoài tỉnh Hà Giang thì người ta cũng trong những ngày báo chí có đăng tin là một số tỉnh khác nữa. Ủa vậy nữa? Dạ, một số tỉnh khác nữa. Nhưng mà có điều là bất chợt thì chúng ta không nhớ tỉnh nào, nhưng mà chắc chắn là có nhiều tỉnh khác nữa, nhưng mà người ta cũng đang đặt câu hỏi thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta thấy là các tỉnh khác này, cái này phải hỏi Hoàng Tuấn này. Tôi nghĩ Hoàng Tuấn là người thông minh và anh có thể trả lời được câu hỏi của chúng tôi. Là các tỉnh đó chúng tôi thấy là hoàn toàn ở phía Bắc anh ạ. Ở cái nôi của xã hội chủ nghĩa. Chứ còn ở miền Nam này có phải dân miền Nam mà lại không có những cái chuyện lộn xộn không đấy. Có chuyện nâng điểm không? Đúng không? Cái chi gian với chi giang của anh đấy. Anh phải cẩn thận nhá. Anh nói như vậy rồi người ta vơ đũa cả nắm. Và tôi thì tôi nói giọng Bắc thì tôi hỏi được.
Chứ anh mà đặt câu hỏi như vậy là anh sẽ bị vu khống là phá hoại tình đoàn kết dân tộc này. Anh nói giọng Nam. Tôi sợ anh... mai mốt là không báo là đó là tỉnh Tiền Giang là không, nó bảo tỉnh Tiền Giang là chết mẹ. Mà tôi thắc mắc là tại sao toàn các tỉnh miền Bắc không à? Rất kỳ vậy ta. Rất kỳ vậy. Miền Bắc là cái nôi xã hội chủ nghĩa hay là cái đấy nó gian? Không, là tại vì hay nó gian quen rồi, đỉnh cao trí tuệ. hay là gian là truyền thống rồi, nó thuộc về đỉnh cao trí tuệ cho nên nó khổ. Thực tế là như vậy, quý vị đọc báo quý vị thấy những cái tỉnh mà bây giờ đặt câu hỏi đang bị đặt nghi ngờ để dấu hỏi vân vân á, thì quý vị toàn miền Bắc không. Anh lại không hiểu nữa. Làm sao nữa? Bởi vì cái đó là thường thường đó là con cái lãnh các vị lãnh đạo ở ngoài đó. Con cái lãnh đạo thì dĩ nhiên là phải ở ngoài đó. Thì nếu mà con cái lãnh đạo lên làm lãnh đạo thì là hạnh phúc của dân tộc. Đấy, thì là không, tất cả chỉ vì hạnh phúc của dân tộc. Tôi nghĩ rất là thực tế, tôi quen rồi. Tại mấy cái miền Nam này vớ vẩn đấy, chứ còn cái chuyện nó xảy ra hàng không phải đến bây giờ, không phải đến ngày hôm nay có câu chuyện điểm thi rồi nó lưu bày được, cái làm toáng lên được các anh gì, cái chuyện mà gian lận sửa điểm với lại cái chuyện mà sửa đổi, cái chuyện mà mua chuộc các thứ ở miền Bắc nó đầy. Nó quen rồi, người ta quen rồi anh ạ, nó không làm như vậy mới là chuyện lạ. Rồi văn hóa xã hội chủ nghĩa nó là như thế. Thế là phải nói thì kiểu như cái cô gì, cô Ngọc Trinh hả, không làm như thế cặp đất vàng à. Nhưng thôi bây giờ cái chuyện học hành cũng nhức đầu quá. Chúng tôi có chuyện ăn nhậu nè, chuyện đi vui. Chuyện bây giờ chúng tôi không ở miền Bắc, chúng tôi vô miền Trung Hà Tĩnh. Huyện nói gì về việc xã nợ tiền ăn nhậu nhiều năm? Thông tin với báo phóng viên Báo Dân Việt thì ông Nguyễn Xuân Thủy là phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh cho biết là liên quan đến việc các lãnh đạo xã ở huyện Kỳ Anh nợ tiền ăn nhậu nhiều năm, huyện đang yêu cầu có một số xã trên địa bàn báo cáo sự việc để đưa ra hướng xử lý. Tức là mấy ông này ông đi ăn nhậu ông thiếu tiền đó, nhưng mà khi thiếu tiền như vậy đó là biên bản nợ tiền nhậu của xã Kỳ Tân do kế toán trưởng Võ Thị Thanh Hường ký, đã kế toán trưởng ký đàng hoàng nha. Mà chị này thì chị rất là nói chuyện hồn nhiên nữa. Rất là hồn nhiên, báo như thế này. Từ năm 2015 đến 2017 đó, trong một số cuộc tiếp khách, tôi ký tên xác nhận khoản nợ tại nhà hàng cho xã. Tuy nhiên, số tiền nợ này khá khiêm tốn. Một số xã khác nó còn nợ nhiều hơn chúng tôi. Quý vị nói ra một tí là thế là lên lòi này. Rất là vô tư. Chúng tôi cũng nợ, nhưng mà chúng trai nhầm nho gì, nó sẽ khác nợ nhiều hơn. Thế thì quý vị, huyện có bao nhiêu xã, mà xã nào nó cũng nợ tiền nhậu như thế này, thì tôi nghĩ mấy cái chỗ mà buôn bán ở Hà Tĩnh nó cũng tội nghiệp chứ hả. Thảo nào người ta mới khuyến khích uống bia nhiều. Không hiểu được. Rồi anh Bộ Công an nói, báo Dân Trí đăng Bộ Công an nói như thế này. Luật an ninh mạng không tạo rào cản, không chống lại loài người. Bộ Công an khẳng định luật an ninh mạng không chống lại loài người, không bịt miệng dân chủ, không tạo rào cản, không tăng thủ tục hành chính, không tăng giấy phép con và không cản trở hoạt động bình thường, đúng luật của các tổ chức cá nhân. Không cản trở gì hết. Không có gì hết. Thì đúng, không có cản trở gì đâu. Chỉ bóp cổ thôi. Thưa quý vị. Nó chưa có luật ấy. Ra tòa nói một cái gì mà không vừa ý, nó ra bóp cổ, nó hỏi ra ngoài rồi. Mà còn có luật. Có luật thì nó kinh hoàng cỡ nào thưa quý vị. An ninh mạng thì thưa quý vị, trên Facebook người ta có những cái hình cũng rất là hay. Cho nên là người ta, dĩ nhiên người ta làm Photoshop thôi. Có một cái, xin lỗi, là hình của một con chó. Nó đang mở cuốn sách nó để cái chữ là animal law. An ninh mạng á, tức là bây giờ người ta lấy cái chữ an ninh mạng đó thì người ta ghép thành tiếng Anh là chữ animal law. Luật của thú vật. Mà con chó thì nó đang chăm chú nó đọc cái quyển đó. Họ đưa ra một cái chứng cứ nó rất là buồn cười trong cái bài viết này, cho quý vị, luật an ninh mạng bảo vệ quyền trẻ em trên không gian mạng, ý nói là chống như kẻ ấu dâm vân vân á, phổ biến những cái hình ấu dâm. Thì thực sự là mình chẳng có cái luật này nó cấm tất cả mọi hình thức, dù là có internet hay không internet, thì cái luật về chống về ấu dâm nó đã có từ xưa nay rồi, phải không ạ? Cái ông mà làm trò đồi bại với lại mấy em ở ngoài Vũng Tàu mà rồi đưa ra tòa bị xử án nhẹ vân vân đó, thì họ đâu có cái luật mà gọi là chống ấu dâm này, nó đã áp dụng từ xưa này, nó đã có rồi. Đâu mà cần... cái ông đó, ông cũng đâu qua internet đâu gì đâu, như đâu ông đi vào đồng xóm của ông thôi. Những cái chuyện mà họ nói là trên này, họ chỉ có một cái nó rõ ràng cho mọi người thấy là từ xưa họ cai trị người dân
bằng cái kìm thì bây giờ họ thêm cái kẹp nữa. Đơn giản như vậy thôi. Không có kẹp thì cái kìm cũng vẫn là cái kìm, nó vẫn được kẹp của người ta rồi, nhưng mà kẹp nó chắc ăn nữa. Thì vì chúng tôi rất tiếc là không đủ thì giờ, thì chúng tôi tin vào lời của ông Thủ tướng bảo rằng là 4 năm nữa thì Việt Nam sẽ bằng Singapore, Hà Nội sẽ vượt qua, bằng sẽ đuổi kịp Singapore và Hồng Kông. Mà tôi nghĩ ngay bây giờ thì là Việt Nam đã vượt hẳn các nước khác. Anh nghĩ vậy. Thì về lĩnh vực nào không biết, chứ về lĩnh vực mà nâng điểm thi mấy em kia nó thua mình xa. Tôi nghĩ chắc nó 100 năm nữa nó cũng không bằng mình về cái khả năng đó. Chào tạm biệt quý vị.